trước xương sau thế mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, giàu trước khổ sau thế mới đau lòng. Khi xa cơ không còn ai, khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình xa cơ thất thế trên cuộc đời, người ta mang mình ra đánh rẻ bán. Khi gian nan mới biết ai là bạn, hỏi thế nhân nơi có mấy người cũng như tôi. Khổ trước xương sau thế mới giàu, giàu trước khổ sau thế càng đau. Thời thế cho ta nhận biết ra rằng khi gian nan có được ai. MC xin chúc các bạn ngày buổi sáng luôn vui vẻ và luôn thành công trong mọi công việc nha các bạn. Hôm nay thứ bảy các bạn ơi, sáng trời âm âm u u à. Mấy ngày trước còn nắng còn ấm này kia, sáng sủa nay tới thui, giống như mùa đông bú sụ vậy các bạn. Đúng là thời tiết này không có đón trước được các bạn ơi. Bữa nay còn có 53 độ F rồi các bạn. Trời này làm cho con người ta dễ bệnh lắm các bạn ơi. Tại cái body mình cũng như là cái thân thể mình nó đang chuẩn bị đổi hướng. Excuse me. Nó đang nói chuyện các bạn bị nhảy mũi đó. Cái thân thể mình nó cũng như đang chuẩn bị qua để đón spin các bạn. Thì summer á, giờ tháng 4 rồi, bữa nay 13 giờ rồi, thì lại đụng cái qua lạnh, làm cho người dễ bệnh lắm các bạn. Sổ mũi á, nếu mình muốn chắc ăn á, thì anh chị em nào đi làm á, nhất là ngành nail á, mình gắn đem theo cái thuốc allergy á, cái viên thuốc trắng mà nó bán trong Walmart, nó mình uống mà nó quốc cũng được 24 tiếng các bạn. Mà thuốc đó nó không có ngủ các bạn, một hũ cũng 8-9 đồng, 10 đồng á, cũng được 4-50 viên gì đó các bạn. Thuốc đó thì MC uống cho MC nghỉ cho khoảng 6-7 tiếng rồi các bạn. Tại góc MC bị lờn thuốc rồi đó, uống cho tạm đừng có bị giống như là bị nhảy mũi hay là mắt nó bị ngứa hay là nhiễu mũi các bạn, giống như bị mãn tính rồi đó. MC giống như là ngửi nhiều mấy cái nước sôla các bạn, giống như bị mãn tính này thì đúng hơn. Anh chị em nào trong nghề nail á, gắn tranh thủ thuốc, ví dụ nhức đầu, thuốc đau bụng, dầu gió xanh. Thường thường người Việt Nam mình á thì hay xài dầu gió xanh nhiều, với thuốc sổ mũi, thuốc đau bụng, chọc bụng. Ví dụ mình đi làm, chỗ làm á mình không có đi có chuyện khẩn cấp á các bạn, thì các bạn nên tranh thủ một thứ mới một chút để trong giỏ sách á, hay là chỗ bàn học bàn mà làm mình cũng được á. Bữa mai mình đang làm khách mà chọt bụng hay nhức đầu ói mửa không có thuốc cũng mệt nha các bạn. Cái đó thì mấy cái phần đó thì trong sách thường thường như không có chỉ dẫn về mấy cái phần đó thì đúng hơn. Cái này MC cũng tự suy nghĩ ra là biết mình cần cái gì, mình nên đem cái gì theo chỗ làm, giống như trường hợp khẩn cấp đó các bạn có thuốc này kia để chữa trị.
chỉ để nước tới chân rồi nhảy mệt nha các bạn. Cái đó mình phải lo cho mình chứ không ai, không ai mà lo cho mình đâu các bạn ơi. Trời, bữa nay âm âm u thứ bảy không biết có khách khứa gì không biết nữa. Nay 53 độ F các bạn ơi, các bạn thấy không, trời âm âm u nè. MC chạy đi làm từ nhà tới chỗ làm cũng 35 phút đó các bạn. Chỗ MC làm cũng ok các bạn ơi, không đến nỗi tệ. Mới vô thì thấy ồn ào nhưng từ từ cũng chủ thợ này kia người ta cũng thì chủ họp đó rồi thợ cũng từ từ khu đao. Mới vô cũng kiểu như ma cũ hiếp ma mới đủ thứ hết. Nhưng mà từ từ cũng đâu vào đó hay các bạn ơi. Tại MC im lặng ít lên tiếng nếu không cần thiết các bạn, chứ không phải MC sợ. Nhiều thợ thầy này kia họ cứ sùm làm mưa làm gió ta đây các bạn. Thôi mệt, kệ, không để tâm. Chuyện nhỏ thì bỏ qua, đừng có quá đáng ha, đừng có ta đây này kia. Thì MC lên tiếng. Hôm nay MC cũng chia sẻ về cái tiểu bang Arkansas. Hiện tại MC đang sống là hơn 20 năm rồi đó các bạn. Hồi đó thì MC cũng ở Arkansas nhưng mà ở Fort Smith đó cách các bạn. Từ Fayetteville mình về Fort Smith khoảng 1 tiếng đồng hồ. Từ từ Fayetteville mình chạy lên Bentonville chỗ MC làm 35 phút. Tại vì bằng ngày á, MC lái xe á, thì nhiều xe cũng chết phịch gì đó các bạn, thì cũng mất hết 5 phút, thành là 35 phút. Chứ nếu mà đi mà không kẹt xe á, thì khoảng 30 phút tới 31 phút các bạn. Normal là gì đó. Nhưng mà MC cũng không muốn chạy lái xe lẹ nữa, buổi mai có tiết kịch cũng mệt các bạn. Cảnh sát mà nó quay cũng 200, thường thường cũng 200, 200 ngoài này. Thôi cho nó ăn uống, mình chạy thà chậm mà chắc đi các bạn ơi. Nói chung tiểu bang này cũng dễ sống các bạn ơi. Ví dụ các bạn nào chưa có vào nghề neo á, thì mình vô cũng có thể xin được việc làm. Thường thường ở đây có hãng gà nhiều, ví dụ hãng gà Tyson, hãng gà Simmons, OK Food. Còn anh chị em nào giỏi tiếng Anh, biết tiếng Anh đó, thì mình xin lên vô làm nhà hàng phục vụ. Nhiều công việc làm lắm các bạn ơi. Nói chung là ở Mỹ này á, mình có chịu đi làm hay không chứ thật sự công việc thì đầy giống chứ không giống như ở Việt Nam mà người thì nhiều mà việc thì ít thôi các bạn. Ở Mỹ này á, mình chịu làm á, 1 giờ cũng 8-9 đồng rồi. Cái giờ mà thấp nhất là chính phủ ban ra cái lực là cũng 8-9 đồng giờ các bạn, trừ thuế này kia cũng còn 7 đồng thí dụ gì đó các bạn, 7-8 đồng thí dụ gì đó. MC hồi xưa cũng chạy xe lên xuống đây cũng 10 năm nhưng mà MC mua lên đây cũng 2 năm rồi các bạn. Hồi xưa thì chạy lên xuống cuối tuần về Fort Smith, ngày thường ở trên này ở chung nhà trọ 2-3 người rồi chia tiền nhau mà trả đó các bạn, khỏi mất công chạy lên chạy xuống mất thời gian rồi tốn kém rồi nguy hiểm nữa. Chỉ có cuối tuần thì thứ bảy đó làm xong rồi chạy về Fort Smith đó. Gần gũi bạn bè con cái rồi ví dụ gì đó, lâu lâu bạn bè có tiệc tùng thì nhậu cũng vui các bạn. Chứ ở tiểu bang MC cũng đâu có gì vui đâu, đâu có lớn giống như New York hay là Cali, Houston, Dallas đâu các bạn. Ở đó thì vui nhưng mà nhà cửa mắc mỏ, đi ra đường thì xe cộ đầy dẫy, cuộc sống thì bon chen đủ thứ đó các bạn ơi. Cái gì cũng vậy, có cái này mắc cái kia các bạn ơi, mà nếu các bạn mắc cái kia lại được cái nọ vậy đó, đời là như vậy đó các bạn. Tiểu bang này MC thấy cũng sống ok các bạn. Nhiều người cũng Cali, Houston hay là Chicago, Dallas đồ, người ta muốn yên tĩnh qua đây sống khỏe ghê các bạn ơi. Cái thành phố Fayetteville, từ Fayetteville go to
đi tới Go chờ Bentonville rồi Lô rồi Center Thành này kia đó các bạn. Go chờ á đang phát triển rất là mạnh nha các bạn. MC đang nói về Arkansas nè các bạn, để ý cái video á, MC đang chia sẻ về cái tiểu bang MC đang ở nè. Các bạn để ý cái video clip á, các bạn thấy mấy cầu mà người ta đang còn chắc sành, nó đang sửa, đang build á, rất là nhiều các bạn. Tại vì trên này có cái hãng thay sành, cái kho đường hết của nó đó. Với qua mạc đó các bạn. Thành ra họ có tiền á, họ cho chính phủ này kia tu bổ thêm đường xá, cầu này kia họ xây, để họ sợ giờ cao điểm họ ví dụ có tai nạn hay là những giờ cao điểm kẹt xe các bạn, thì nó bớt cái sự mà giao thông nó bớt kẹt xe đi, thành ra người ta cắt cầu này kia làm rất nhiều các bạn. Ở đây nói chung về nghề nail á, thì MC nói về cái nail trước đi. Cái nail ở đây làm giá cao nha các bạn, cái này MC nói thật. Còn nếu ở First Smith á, nếu anh chị em nào ở Arkansas thì biết, ở First Smith đó thì bị phá giá, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiều người Việt Nam sống quá. Cái thứ ba đó là nhiều tiệm nail mở đó các bạn. Ví dụ full set đi 15 đồng, 17 đồng cũng có người làm luôn. Còn white tip MC thấy để mấy cái size ở ngoài quảng cáo đó, 15, 20 đồng cũng quýnh luôn các bạn ơi. White tip đó, móng trắng á. Còn xì lát á, sơn không 10 bạc à các bạn ơi. Làm sao hỏi các bạn sao sống. Cái đó là chưa chiên nha các bạn. Các bạn cứ nghĩ đi, chia 6-4. Nếu mình làm 10 đồng mình giữ 6 đồng thì chủ giữ 4 đồng. Mà 6 đồng trong khi đó các bạn cũng phải đóng cũng cho 1 đồng đi tiền thuế, vừa xuyên bang vừa tiểu bang, thí dụ vậy đó các bạn. Na ná là vậy đi, thì còn các bạn còn có 5 đồng bỏ túi thôi. Ở First Smith đó, thì MC cũng có thằng em mở tiệm nail cũng 10 năm rồi các bạn, nhưng mà giá cả thấp lắm các bạn ơi. Làm thì cực nữa mà giá cả thì thấp lắm. Còn trên này á, chỗ MC đang ở nè, với cái tiệm nói hiện tại thực tế hiện giờ đi, thì MC đang làm cho tiệm người bạn ở Bentonville nè. Giá cả cũng cao các bạn. Ví dụ quay thiếp đi, mình làm móng quay thiếp á, mà chỉ cái xếp thường thôi, cái kiểu xếp thường ha các bạn, thì đã 35 đồng rồi. Còn nếu mà có làm nhọn hay là có phình xếp á, mình có thể lấy từ 5 đồng đến 7 đồng, 10 đồng. Nếu nó làm dài mà có phình xếp, thí dụ những gì mà special xếp á các bạn, cái xếp á, cái dáng mà để người ta làm móng kiểu cọ này kia đó. Ví dụ dài với cốt phình xếp là thấy 10 đồng nữa là 45 đồng đó các bạn. Còn thí dụ mà quay thiết mà móng ngắn thường không có gì đặc biệt đó, thì 35 đồng các bạn. Còn phiêu quay thiết là đã 25 đồng nha các bạn. Phiêu quay thiết rất là dễ, tại vì mình phiêu bột sô là hay là bột clear tùy theo tiệm. Xong mình giũa, mình xếp sơ sơ rồi mình để clear treo lên thôi, lấy 25 đồng nha các bạn. Còn phiêu thường á, cái giá ở đây cũng cao 20 đô các bạn. Regular á thấy vậy cực hơn, là gì các bạn, sơn thường phiêu thường đó 20, các bạn phải sơn hai lớp màu, riêng lớp thấp khốc là ba lớp đúng không đó. Rồi đôi lúc mấy màu lợt mà nó không có ra màu đẹp nữa thì phải sơn 3 lớp cộng lớp thấp khốc nữa là 4 lớp. Như dip tiệm MC dip bình đó các bạn. Ví dụ full set mà nó gắn móng giả fake nail lên nó là 45 đồng đó các bạn. Dip thôi đó nha. Còn nếu mà full set mà làm móng nhọn hay là móng có phình xếp á thì mình lấy cũng 50 rồi bạn. Các bạn 40 cộng thêm 10 đồng nữa, tiền gắn móng 5 đồng với cái tiền
với cái tiền mà mình tạo móng kiểu cọ đó. Còn nếu móng dài mà kiểu cọ nữa thì cộng thêm 10 đồng nữa với full set 45 đồng deep, tất nhiên là 55 đồng các bạn, thì tùy theo. Còn như deep pin mà cái móng bộ new set deep pin mà trên cái móng tai thiệt các bạn thì 40. Còn ôm ray deep pin đó thì giá để coi 45 với 10 là 55 đồng đó các bạn. Ôm ray không cần biết màu trắng hay màu neutral, hai màu mix nhau. Cứ ôm ray là bộ full set gắn móng giả luôn á các bạn. Thì nói chung là 55 đồng á. Còn nếu mà nó làm kiểu cọ cốt phình xếp hay là nhọn này kia mình lấy 5 đồng nữa thôi, tại nó cũng trả nhiều rồi, thì 60 đó các bạn. Nói chung ở đây tiệm nail nói nhiều chứ cũng không có nhiều bằng ở Fort Smith chỗ MC ở hồi đó nha các bạn. Dưới kia thì nhiều tiệm, nhiều người Việt, rồi nail thì phá giá làm cực lắm các bạn ơi. MC làm cho thằng em hồi đó cũng đâu 3-4 tháng gì đó, MC nghỉ. Cực lắm các bạn ơi, tiền thì ít mà làm cực nữa. Cái kiểu cách như là cạnh tranh đó các bạn, chứ các bạn mà làm lấy tiền mắc quá, rồi làm không được nhiều cái, cũng như mình không có dùng ví dụ khăn nóng, không dùng đá nóng, rồi không có quát hay là kia nọ thì khách không vô làm các bạn ơi. Nói chung là cạnh tranh đó, mình phải cho nó thêm này kia, lấy có 20-25 bạc mà chua mắt luôn đó các bạn. Tiệm MC thì làm thấp nhất là 25 đồng, nhưng mà không có cho cái quát, không có cho là cái mát đó các bạn, rồi không có cho cái khăn nóng, mà cũng không cho đá nóng luôn. Là cái loại thấp nhất nó 25 đô, mình làm cũng khoảng 25 phút gì đó các bạn. Cứ đầu phút đồng ok. Còn cái có mà khăn nóng với đá nóng rồi có quét này kia các bạn, cái mát á thì 35 đồng basic. Thì cũng khoảng 35 phút rồi các bạn ơi. Tiểu bang này thì nhiều người Việt ở nhiều tiểu bang khác về đây sống các bạn. Thường thường số nhiều người Việt mình ở đây thì họ, nếu có mới vốn, một là mở tiệm nail, còn hai đó là họ, như MC thấy, MC cũng có mấy người bạn cũng như là họ thành công về cái công việc mà nuôi gà các bạn. Họ nuôi gà cho hãng Thái Sành hay là cho Simon hay OK Food, tùy theo cái hợp đồng đó các bạn. Thấy nhiều người Việt họ thành công về cái nghề nuôi gà cho hãng gà các bạn. Em sẽ thấy nhiều người thành công, họ có mua nhà đồ 500 ngàn, 400 ngàn, tùy theo. Rồi gà thì 6 chuồng, 12 chuồng, 7 chuồng, 4 chuồng, thí dụ gì đó các bạn, lớn nhỏ thì tùy theo cũ hay mới. Đó là như vậy. Chứ bên này trồng trọt thì khó nha các bạn, tại vì bên này nếu trồng trọt này kia giống như Florida thì không được, tại vì bên này có tuyết, tiểu bang này có tuyết, rồi lạnh đông đá nào gì đó. Mình chỉ trồng trọt có 6 tháng thôi, chứ còn nếu mà mình không có greenhouse á, cái nhà bọc á, thì mình trồng không được. Tại vì mình trồng ở ngoài không có đèn, không có nước đồ chăm sóc mỗi ngày các bạn. Với mình không có cái greenhouse á, là cái nhà bọc á, thì nó cây nó sẽ héo, nó sẽ chết, nó lạnh nó sẽ chết. Thành ra trồng trọt rau cải này kia thì mấy cái mùa đông nó mắc nha các bạn. Thường mấy mùa đông thì mấy người chủ chợ ở Việt Nam họ cũng lấy từ ở Houston hay Dallas rồi về các bạn. Lấy nhận hàng ở thành phố khác đó, đem về họ bán.
thành ra giá cả ví dụ rau muống này kia, rau cỏ này kia nó mắc, nó mắc hơn. Còn mùa hè thì dễ trồng thì nó rẻ hơn vậy đó. Na ná là vậy đó các bạn, thì tiểu bang nào cũng vậy hả các bạn ơi. Mà em sẽ thấy nhiều người Việt ở nhiều tiểu bang á, Dallas này kia đồ, họ về đây sống họ thấy cũng giá nhà đồ cũng rẻ các bạn. Nhà giờ các bạn có khoảng 150 tới 200 ngàn là các bạn có cái nhà ở rồi, cũng cỡ 3 phòng đó các bạn. Còn nếu mà các bạn có tiền nhiều tí á, thì mua cái nhà 4-5 phòng thì cũng cỡ 400 ngàn 500 ngàn, nhưng mà cũng tùy theo khu đó các bạn. Trên này thành phố này càng ngày thấy càng phát triển các bạn. Trên highway này cầu rồi nó đang xây cắt lung tung đó các bạn. Các bạn mà không tin MC á, tưởng MC cũng như bài chuyện ra để có clip để nói á, các bạn có thể lên một là YouTube, hai là các bạn search cho anh tìm trên Google á các bạn, thì các bạn sẽ thấy. Các bạn đánh vô Google á, hiểu tiểu bang Arkansas đó, bao nhiêu người Việt hay là công an Việt làm như thế nào, rồi người Việt nuôi gà sao, có hết đó các bạn ơi. MC thì cũng thấy mừng, cũng vinh hạnh cho anh chị em người Việt á, qua đây làm mở tiệm nail hay là mở trại gà, nuôi gà, hay là một là nuôi gà con để lớn để cho hãng để nó làm lấy thịt mà bán cho chợ này kia đi trên máy bay đó các bạn. Khách hàng đâu đó, các bạn hay ăn gà đó là gà của hãng đó các bạn, gà công nghiệp đó. Hay là có mấy người ta họ nuôi, chỉ họ chỉ nhận trứng thôi, họ nuôi gà nhưng mà gà đẻ ra trứng đó các bạn. Rồi tới ngày nào đó, rồi bao nhiêu từng tuổi Mỹ có người nó tới lấy lần nó pick up á, thì giao trứng cho người ta thôi, rồi người ta chuyển cho người khác ra lấy trứng đó, người ta ấp ra con. Thì cái người nào bắt đầu cái chỗ mà nở nó làm cho ấp trứng gà ra con, gà con á các bạn, thì cái chỗ đó nó chuyển qua cái chỗ mà người Việt nào đó coi cái phần về nuôi gà con tới từ 6 tới 8 tuần vậy đó các bạn, lớn để giết để lấy thịt đó các bạn. Na ná là vậy. Thì nói chung ở đâu quốc gia nào hoặc là tiểu bang nào, thí dụ đó các bạn, mình cũng phải có, người ta nói là nơi đâu có ý chí là nơi đó có con người mà. Còn tài là không bao giờ đợi tuổi nha các bạn. Cái tài nó không có phân biệt tuổi tác nha các bạn. Chứ như là bạn, các bạn có tài từ ngày cha sanh mẹ đẻ ra, các bạn lớn rồi các bạn đã có tài, ông trời cho các bạn cái khiếu gì đó. Tới lớn lên tới cái tuổi các bạn mà lập nghiệp đó, chỗ tài á, là các bạn là thấy sống khỏe ghê. Có người làm đầu tắt mặt tối mà ngày nào sống ngày đó, đôi lúc cái ngày đó còn bị hụt nữa, bệnh hoạn các bạn. Mình có người thì người ta làm từ cái mồ hôi nước mắt người ta gán trao dồi kinh nghiệm học hỏi, nghề này làm không được, không có tiền, thấy không ổn, nhảy qua nghề khác, nhảy qua nghề khác không ổn nữa, nhảy qua nghề nọ, cứ vậy các bạn lòng vòng từ từ, thế một ngày nào đó biết đâu mình hợp lý với cái nghề nào đó, có duyên với nghề nào là vừa mình vừa làm, mình có tiền mà lại vừa thích thú nữa đó các bạn. Đã nói là tài không đợi tuổi mà, thì các bạn cũng sống khỏe ghê thôi đúng không. Ăn thua mình có chịu kiên nhẫn, có chịu học hỏi, có chịu trao dồi kinh nghiệm về cuộc sống, về công việc, về cái việc làm mình có thích hợp không gì đó các bạn. Chứ đôi lúc mình thích công việc đó đi mà lại làm tiền thì lại ít, nhưng mà mình lại thích làm cái đó gì đó nhưng mà lại không có tiền. Còn nhiều người người ta không thích, nó ngược lại, nhiều khi người ta không thích công việc đó nhưng mà người ta gán làm từ từ
người ta cũng thích, là tại vì cái kinh tế nó ổn định, thu nhập ok đó các bạn. Thành ra người ta đeo đuổi riết rồi người ta cũng không, từ không thích cũng trở thành thích luôn. Phải có thu nhập ổn định để người ta có tiền để xây sở, trả tiền nhà, tiền xe, nuôi con cái, người ta ăn học mà các bạn. Đó, thí dụ cũng như chính bản thân MC, hồi xưa MC đâu giờ thích làm nail đâu các bạn. Chắc cái này là cái nghề nó lựa MC thì phải, chứ MC đâu có lựa cái nghề nail này đâu. Nhưng mà nhờ cũng có người bạn giúp đó, hồi xưa cũng làm chung hãng đó, rồi cuối tuần mình lên giúp rồi nhậu nhẹt đồ chơi á, làm từ 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 cái nghỉ, làm rồi nghỉ, làm rồi nghỉ, rồi nhảy nhiều tiệm đó các bạn. MC làm nghỉ tiệm này 2 tuần, 3 tuần, 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, 2 năm gì đó các bạn, tùy theo. Cái nghề dạy nghề rồi từ từ xây qua xây lại, bây giờ 10 năm rồi đó các bạn. Chứ hồi xưa mới vô mà MC mới vô nghề đâu giờ lấy bằng đâu, nói thật. Làm ra 4 5 năm trời cũng giờ đâu giờ mà nghỉ đi lấy bằng nail mà để lựa cái nghề nail này đâu. Nhưng nhiều người chủ cũng tốt, họ khuyên mình nên lấy bằng nail đi. Với mà cái bằng á kinh so nó cũng good, là tại vì nó tới 600 giờ các bạn. Nghe nghe nói cái bằng á kinh so nó giống như cái bằng ở bên Cali vậy các bạn, chứ không giống như ở Florida gì có 200 giờ, 250 giờ. Cái bằng ở Arkansas này 600 giờ nha các bạn. Thành phố nó không có được lớn nhưng mà luật lệ nó cũng nghiêm túc lắm các bạn. Xây qua xây lại rồi MC cũng gán học này kia, thi cũng đậu được cái bằng neo bỏ túi đó thôi, cho nó chắc ăn. Buổi mai mình mai mốt mình đi tiểu bang này tiểu bang nọ mình làm thì cũng đỡ hơn, khỏi có start over từ đầu hả các bạn. Thì MC làm từ từ á, nghề dạy nghề rồi nhiều tiệm, cái nào hay, cái nào tốt lạ độc đáo thì mình học, còn cái nào dở thì mình dục, đừng có ôm ôm nhức đầu mất công trổ quả nhập ma nữa các bạn. Na ná là gì các bạn, nhiều tiệm nail nó ồn ào, ví dụ nó sùm lúc nào cũng có chuyện đủ thứ để mà xảy ra, ví dụ giành giật khách hay là có thể là đánh lộn hoặc chửi bới đi nữa, sùm nữa các bạn. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái hay trong nó để học đó các bạn, để sau này mình có cái kinh nghiệm á, mình có một mớ vốn á, để trong đầu á, để mình ra thiên hạ nhưng mà đánh đi làm, mình khỏi sợ bắt nạt, mình khỏi sợ bị người ta kiếm chuyện này kia vậy đó các bạn. Thí dụ á, ăn thua mình có chịu đòi hỏi bản thân, mình có chịu học hỏi trau dồi, học những gì, cái gì mình còn yếu không, hay là kiên nhẫn không, hay là chịu tự mình cũng như chế biến thêm những cái mẫu mã mới cho bản thân mình không. Thí dụ đó các bạn, tìm tòi học hỏi trên YouTube này kia đó, thiếu gì bây giờ bạn học yếu cái gì từ tiếng Anh hay là lắp bột làm sao á, trên YouTube á người ta chia sẻ đó, các bạn cứ đánh vô mà tìm để giờ tăng tiếng các bạn ơi. Mấy cái electronic này kia đó người ta chia sẻ đầy á, trong khoảng đóng không phải như hồi xưa mà còn chưa có máy điện thoại smart iPhone này kia, còn nhiều cái hoang mang lo lắng đâu các bạn. Bây giờ đầy đủ thứ. Thôi MC tới tiệm rồi các bạn ơi. MC xin tạm dừng clip tại đây nha các bạn. MC chúc các bạn cuối tuần luôn vui vui vẻ, bình an và luôn thành công trong mọi lĩnh vực nha các bạn. MC xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye nha. Bye bye.
tôi vẫn thường trong bóng đêm nghe nỗi buồn không biết tên. Tôi vẫn thường thề mây hẹn gió. Tôi muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm, tôi muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà